con mua tập to hay tập gì đấy. Wow, đây là bản chữ số 500. Có đồng hồ. Hôm nay mẹ sẽ tặng muội một món quà nhân ngày bọn muội tốt nghiệp ra trường nha. Muội tốt nghiệp mầm non rồi đó nha. Con này để bút có bánh trí khôn nè, nhung nhung. Đâu con gì đâu con? Con ngựa Bonnie đẹp mà. À ngựa Bonnie á hả? Nhum nhum, nhân ngày muội tốt nghiệp mầm non nha. Hồi nãy cô kia tặng cho bạn muội một bức tranh cát phải không con? Dạ. Nhưng mà cái này là gì mẹ? Cái này là cái bộ đồ chơi trang điểm á con. Cô. Cái này là gì muội biết không? Cái này nè. Cái này hả? Ừ. Cái bóng. Ừ. Bóng mà vừa làm bowling vừa đánh golf nữa đó. Mà cái này là cái gì? Máy. Cái đó là cái máy bấm điện tử mini. Con mini là nó nhỏ xíu nó. À đúng rồi, máy bấm điện tử nhỏ đó. Mini là nhỏ. Đây là mỗi con gì mỗi? Con ếch nữa có rồi mà. À con ếch nữa. Wow. Cây này không mẹ? Cái đó là cây bóng chày. Cây bóng chày. Cây bóng chày. Rồi bông mũi lửa đi, bông mũi thích cái nào? Bông mũi chỉ được chọn một món quà, mẹ tặng bông mũi một món thôi nha. Dạ. Kỷ niệm ngày. Cái nào cũng được hết hả mẹ? Cái nào cũng được hết, kỷ niệm ngày mũi ra trường. Ô. Cái đó là cái này là làm công mỗi nhân sửa chữa nè. Cái đó là công nhân sửa chữa con mà chơi cái này gì? Về sửa gì đâu có gì đâu sửa. Con có một món quà thôi, con lựa chọn cho nó kỹ vô, mẹ cho con một món thôi. Hiểu không? Hay là qua coi quần áo đi. Con có đồ đẹp không? Đây là cái gì mẹ? Cái đó là viết xóa. Viết xóa. Đúng rồi. Út xóa. Con muốn mua cái này. Nhưng mà cái này đâu phải đồ chơi đâu. Đâu phải đồ chơi đâu, để viết xài mới xóa chứ con chưa có biết gì mà xóa gì đi. Cái đó là cái gì? Truyện. Ừ. Truyện đọc. Có một con chuyện nữa. Cái này có không ạ? Thôi. Rồi đi, đi lại đằng kia đi. Không, bây giờ bọn muội qua mình muội xem đồ chơi xong bọn muội xem quần áo nữa, xem bọn muội chọn cái nào nha, chọn đồ chơi hay chọn quần áo. Con không biết mua đồ chơi nào, nhiều đồ chơi. Nhiều quá hả? Rồi bây giờ mình xem quần áo qua, nhiều khi quần áo nó đẹp hơn đồ chơi nữa. Rồi, bây giờ là đến chỗ quần áo trẻ em rồi. Ở nhà cũng có cái lấp lánh mà màu đen rồi. Mua hai cái luôn đi. Mua hai cái luôn hả? Dạ. Mua hai cái luôn mẹ. Con muốn mấy cái cầu vồng này. Vậy là tặng cái bé cầu vồng này khỏi mua đồ chơi nha. Được không? Này không dám đâu. Được không? Chịu không? Mua cái này khỏi mua đồ chơi. Mua cái áo này nè. Vậy rốt cuộc là muốn mua gì? Cái nào cũng muốn hết. Mua cái nào cũng muốn. Cái bé đen đâu có rồi, cái bé đen nó bữa trước mua rồi, con không nhớ hả? Đồ tắm nữa nè. Không, không. Đi nó, để bông. Đồ tắm nào trời. Áo, cái áo này nữa hả? Dạ. Đẹp. Mua đâu rồi ta? Đi đâu? Đồ tắm này được không mẹ? Con thích đồ tắm đó đó hả? Đây. Em mẹ kiếm tìm coi, đồ tắm em bé đó. Con phải lấy đồ tắm cho em bé kìa. Đây hết mẹ. Hả? Được không? Được. Nè. Ê, cái đó cho em bé nha. Này người lớn em bé mẹ cũng không biết nữa. Cho mẹ trẻ lớn nè. Hay là
hai quần đất của bạn Nam. Nam con là nữ. Cái này áo không? Cái áo này với cái váy cầu vồng nó cũng đẹp á. À cái áo này, cái áo đó nó có bộ đồ rồi, con có quần ở trong rồi đó thấy không? Nhưng mà nó có lấp lánh nhiều màu, lấp lánh nhiều màu giống nhau thì mặc ra mặc với nhau cho nó đẹp. Vậy hả? Dạ. À, để con để đó đi để mẹ kiếm cái áo lẻ lấp lánh cho. Rồi bạn ngồi ốm thử coi coi một bộ được chưa, đẹp không? No. Thích vậy hả? Vậy là mua quà này ha, khỏi mua đồ chơi được không? Con muốn mua quà này với đồ chơi. Ừ, mẹ nói cho con một cái mà ấy, màu xanh cũng đẹp nữa nè muội. Có áo màu xanh nè. Con thích màu xanh hay màu vàng? Màu hồng này cũng dễ thương đó nè. Váy con nè, quên máng teo lên này. Đây nè, cầm cái váy trước đi. Màu xanh. Tìm cái áo sao. Nè, nè xanh này phải không? Ướm thử rồi. Ta thử vô người coi đẹp không. Nhìn thì mẹ xem. Ô, được, đẹp. Rồi bây giờ cuối cùng bạn muội chọn đồ nào? Đèn đun đun đồ đặc biệt nhất là rồi. Đồ xanh dương, váy cầu vồng. Váy cầu vồng đồ xanh dương. Cuối cùng bạn muội đã chọn được bộ đồ này nha các bạn. Đây là quà tặng cuối năm sau khi muội tốt nghiệp mầm non, mẹ tặng cho muội bộ đồ. Tốt nghiệp mầm non, con hãy nhớ cô với các bạn quá đi thôi. Rồi con nói gì với cô và các bạn đi. Chúc cô và các bạn ở nhà vui vẻ học hành. Các bạn thì cô thì vui vẻ, còn các bạn thì học hành thật giỏi ha. Dạ. Để sang năm lên lớp 1 đúng không? Dạ. Rồi bye bye, chào tạm biệt bye mọi bye, người. Các bạn nha. Rồi. Bye bye. Rồi bạn muội xách đồ ra tính tiền đi con. Nhưng mà đồ đầm này bự quá, chắc con không mặc vừa đâu. Đồ nào? Đồ đầm này hả? Ừ, đồ này rộng quá con. Không, không đồ này nè. Ờ, à, đồ này to quá. Cái áo này to quá. Ừ. Cái này lên lớp 3 mới mặc được. Đúng rồi, thôi đi. Lên lớp 4 mới mặc được.